chết luôn á. Giờ tao viên anh hát nha. Tôi ha. Anh hát tôi nghe nha. Chờ tôi chút. Em ơi, cái gì nữa? Lấy cho anh mượn cái đờn ấy. Trời đất ơi, ông tính đờn cho tôi hát nữa hả? Không 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 không, đem ra đây. Lấy cái đờn đi. Nè, nó mua cho ông cái đờn nè. Đó, đờn. Tôi nói cho anh nghe, tôi vô tôi thấy cái này tôi không có biết xin gì, tôi kỳ này tôi về tôi xin cái đờn thôi. Ủa sao kỳ vậy? Tôi không xin bất cứ điều gì mà. Tại sao? Khi có cái đường này rồi, sau này tôi đi may đồ cho vợ tôi khỏi chở bà đi nữa, đạp xe đạp mệt quá. Ủa sao hay vậy? Chỉ cần cầm cái đường này thâu là đo bằng cái đường là bằng bả. Đó. Kiếp chuyện với tôi hoài à. Có cái đường này không quậy tôi hoài à. Ông này kỳ ghê á. Vui. Mình vui quá. Hay quậy tôi lắm. Rồi bây giờ anh hát đi. Thử nghe. Trời, cái tay còn móc giỏi dữ vậy đó hả? Vậy mà bữa hôm bà vợ anh nói cái bây giờ cái tay ổng hư rồi, móc không có được nữa rồi. Ai biết bữa hôm bà nói đó. Trời. Bà nói ơi. Bà kể tôi nghe, bà nói bữa hôm tôi buồn quá, tôi nói anh ơi móc đi, ổng nói ông cái tay ổng hư móc không được. Cái gì? Móc classic. Chứ thì phải nói classic. Nói không người ta hiểu lầm sao ông? Mệt quá. Hát đi. Giờ hát cho anh nghe nha. Ông hát bài gì tôi không biết mà. Bài gì ông hát tôi không biết hết trơn. Dạo ra là tôi biết bài gì rồi. Rồi. Nghe. Tôi biết bài đây rồi. Bài đây là nhạc nước ngoài. Bài đây là bài Hotel California. Tôi biết khúc dạo luôn á. Để tôi dạo cho. Tang 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 yo. Ơi chim sao mồ côi, chim sao mồ côi thương anh mà em đợi, đêm trắng cò thang nghe tai tai tê lòng, ngồi nhớ anh em ngó lên trời, chim sáo không về cánh cò mồ côi, em nhớ anh nhiều sao phụ tình em. Được không? Tôi vỗ tay tôi khen anh nhưng tôi không khen giọng hát anh. À. Tôi khen cách chuyển của anh. Anh chuyển hay quá, từ cái hotel anh chuyển qua cái trò dịch. Tôi hát hotel nào? Đang hát á, tưởng nó hotel tự nhiên, ồ, chim đen mồ câu. Tại anh tưởng hotel chứ tôi đâu có nói hotel. Anh nói gì nói, anh vẫn mê nhạc dân ca vậy là được rồi. Đề. Nhưng mà bài hát này không có ý nghĩa giữa tôi và anh. Sao vậy? Tôi sẽ hát cho anh nghe. Nghệ. Lâu lắm rồi anh đâu nghe tôi hát đúng không? À. Chờ tôi chút. Sao? Coi có vợ tôi ra không? Bà cấm tôi hát lâu rồi. Sao vậy? Mấy chục năm nay bà có cho tôi hát đâu. Làm gì dữ vậy anh? Hồi mới cứ bà về đó. Từ cái vụ đó tới giờ đó. Tôi hát mà người ta tưởng là người ta chém tôi chết rồi đó. Làm gì dữ vậy? Bữa hôm đó đó, mới cứ bà về xong rồi trong làng có đám cưới đó. Xong bắt đầu tôi dẫn bà đi. Tôi dẫn bà đi, tôi cũng khoe là trời ơi em ơi ngày xưa anh hát hay lắm. Tôi lên đặng tôi nổ với bà. Nổ dằn mặt tại mới cưới mà. Đúng. Xong tôi lên đám cưới người ta mới bắt đầu, cô dâu chú rể giường ngồi xuống cái bàn thôi là tôi lên tôi hát mở màn liền. Vậy tôi lên tôi giới thiệu và kính thưa cô dâu chú rể, kính thưa quan viên hai họ, để giúp vui cho cô dâu và chú rể tôi xin hát bản đầu thông hai mộ. Trời ơi, bà nội cha nó cha chú rể lên quánh tôi liền không. Trời ơi, nó chưa giết anh lên. Không có con vợ tôi lâu ra là nó giết tôi luôn rồi. Trời đất ơi. Từ đó trở đi bà cấm tôi, bà không cho tôi hát. Nhưng mà ở đây là Sài Gòn. Tôi sẽ hát. Tôi sẽ hát một bài rất có ý nghĩa. Đó là bài hát kỷ niệm của tôi và anh. Nhân ngày hậu ngộ tại Sài Gòn. Rồi. Tôi sẽ hát cho anh nghe bài hát được mang tên Hai Chuyến Tàu Đêm. Bài gì? Hai Chuyến Tàu Đêm. Tôi đâu có biết bài nào mà nói về hàng tàu đen đâu. Hai Chuyến Tàu Đêm. Tàu đêm là xe lửa đó. Hiểu rồi. Lâu ngày không gặp quên tiếng. Lấy vợ Bình Định mà biết không biết cái tàu đêm.
Rồi, vô á. Đường đi, hai chuyến tàu đêm. Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào tôi đi xuống chuyến xe đêm tôi gặp anh. Trong anh hôm nay không khác gì hơn lần đầu. Giờ tìm lại giữa núi sông thương yêu vô vàn, ta lại gặp nhau. Khi chân đến quê anh nắng ban mai hồn nhẹ lên khóm hoa tư. Thoáng thấy ai cười vì mùa thương vừa chấp nâu. Âu đất nước đâu đâu cũng quay quần về một nhà. Hết. Vậy không à, chuyên môn sắp tới cao trào là ngưng. Mệt, bị mệt. Nhưng mà không phải vì mệt vì giọng hát mà mệt vì hoàn cảnh. Cư dân gặp nhau giữa Sài Gòn quá đẹp à. Đúng không? Tại sao mình phải hát những bài quỷ mị như vậy? Cho tôi mượn cái đờn. Biết đờn không đó? Tôi biết cái đờn nhưng mà cái đờn nó không biết tôi. Biết hay không vẫn hát. Rồi, hát gì đây? Bây giờ mình đang ở đâu? Sài Gòn. Chính xác. Mình đang ở Sài Gòn. Tôi và anh gặp nhau đang vui vẻ, không muốn buồn nhau. Bây giờ tôi sẽ hát cho anh nghe một phong cách. Đó là phong cách rock Sài Gòn. Trời ghê vậy. Vậy là rock đó hả? Rock Sài Gòn, rock nó phải mạnh mẽ vậy. Anh thấy mấy xe nước mía ông nó rock mía sạc sạc là lại. Bây giờ tôi với anh đang làm gì? Nhậu. Chính xác, tôi sẽ hát một bài liên quan tới nhậu. Bài rồi. Hát được mang tên Say. Rồi, vô, rock phải không? Ta say, trời đất còn say. Ta say nên tao không nhớ bài này. Hết ý kiến luôn. Không có nhớ. Dạ, thưa bác, con mới về. Mô Phật chào thầy. Ủa bác, hôm nay nhà mình cúng cô hồn hay sao mà rước thầy về cúng vậy bác? Dạ, mô Phật chào thầy. Mày chào cái tao tháo mồ hôi hột luôn. Một cái áo không làm nên nhà sư. Cái áo là màu của nhà sư nhưng cái mặt là cô hồn. Chào thầy. Mà công nhận hai đứa bay mặc đồ hợp nhau thiệt. Chỉ cần thằng này cõng thằng kia lên thôi là thành cây đèn giao thông. Vô ngầu. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Đây không phải thầy bà gì đâu. Ai vậy? Bạn của con gái tôi á, bạn Nhi á. Nó tên gì vậy? Tên nó hả? Tôi sẽ ngâm cho anh nghe một câu thơ, anh đoán tên nó là gì nhé. Nữa. Quyền bí là cái chỗ đó. Trên trời có đám mây xanh. Tên xanh phải không? Xanh là cái quần ông xanh á. Mây xanh. Mây xanh, mây xanh là quyền bí là cái chỗ đây nè. Trên trời. Trên trời. Nó tên thiền nào không ơi? Quá vậy mà đoán không ra. Trên trời với xanh xanh mệt. Đây là bác Tư. Ồ dạ. Bạn của bác ở gần hàng xóm đó. Ủa? Sao con nghe giọng bác Tư hình như là dân miền Tây thì phải ạ? Ủa, con bác là... Bình định. Ủa, vậy sao hai bác là gần nhà hàng xóm nhau được? Bình thường. Có chuyện gì đâu khó khăn. Ngày xưa bác ở Bình Định, bác đi đoàn hát, bác gặp bác gái mày là người miền Nam ra hát. Ta lấy bả, ta đem về Bình Định. Ta mới đi buôn, ta gặp ông đây. Hai anh em tâm sự, thấy tâm đầu ý hợp, ta rủ về quê vợ ta chơi. Rồi xong rồi bắt đầu tao đưa về quê tao chơi. Dạ. Vợ tao mới rủ bạn tới chơi. Ông hốt một con Bình Định lại ông trả thù. Nói chung là trao đổi hai chiều. Nhưng mà ông thấy đất Bình Định bác dễ sống là ông ra rồi đó, ông ở luôn. Đó dạ. Là tụi tao trở thành người hàng xóm thôi. Dạ. Thằng đây nó ở miền núi không ơi. Mình ở Bình Định mà còn mình ở Bình Định mà còn tráng hơn nó. Tôi đoán sao quen con gái anh thành phố hay vậy? Mệt quá, ông thì từ trong Nam mà ông tuột ra tới Bình Định ông lấy được thì nó trên miền núi nó tuột xuống miền xuôi nhanh hơn mình đó. Ủa, bác,
Sao nhậu nhẹt gì không có mồi vậy trơn vậy nè. Đây đây, trời ơi mày nhắc ra tao mới nhớ, đây rượu bầu đá quê tao đây. Bầu đá đây hả bác? Mày uống đi mày sẽ thấy con ở đây mới là rượu đây con á. Dạ, dạ con xin phép hai bác. Rượu lại như nước trà thấy gớm. Dạ. Uống đi mày sẽ tơ ngừ. Rượu mà có một cái bầu đá thôi chứ đâu phải là rượu ngũ hành sơn đâu mà. Dạ. Nó uống vô nó thành tề thiên hả? Dạ phải bác. Rượu gì mà con uống vô mà con tê tới 3-4 lần chưa hết nữa. Vậy mới kêu là rượu. Bữa hôm rượu mày đưa uống lạc nhách. Dạ, dạ thưa bác gái con mới về. Ủa, con dạ. Mới về dạ, hả? Dạ, đưa đây con. Dạ. Đưa ra đi. Nè, nhậu đi, nhậu chung với bác Tư đi con. Dạ. Nè, cái đuôi á, tôi nấu á. Còn cái đầu lát nữa nấu canh. Ăn đi, ăn đi con. Dạ, ăn đi. Dạ. Dạ con mời. Khoan, trước khi ăn để mà tôi về giải thích. Con cá này không phải con cá bình thường. Quyền bí là cái chỗ đó. Quyền bí nữa. Tại sao tôi nói là con cá này nó không bình thường? Tại sao? Con cá này là cá giang hồ. Anh thấy nó có xăm mình hay không? Ba chữ đây. Biết cái nghĩa của chữ này là chữ gì không? Chữ gì? Tôi là cá. Nó xăm xong nó thấy trời ơi tại sao ta kêu ngạo dữ vậy, nó mới xăm ngược ba chữ này lại để nó cải chính, nó nói cá là tôi. Nói chung là con cá thôi anh. Anh rảnh quá. Dạ. Thì rảnh chứ đâu có làm gì đâu. Ông à. Ngon quá. Nè tôi lo cho chị Tư trong bệnh viện á. Mền gối đó hả? Mền gối đồ đạc. Rồi. Bác. Mình gói bác sách đi đâu vậy? Đưa cho chú Tư đem cho bệnh viện cho bác gái. Cho tôi hả? Dạ. Nhà đây là nhà của ai? Dạ, nhà của Nhi. Nhà của Nhi thì đồ của con Nhi mắc mớ mày ý kiến ngầu xuống đi. Dạ, bác Tư cứ lấy xài đi bác Tư, dạ không sao đâu. Dạ, không có sao. Dạ. Ăn đi. Dạ. Dạ, bác dùng đi bác. Dạ. Ăn trước khi nhậu tôi sợ tôi say rồi tôi quên. Dạ. Đó là phần của vợ tôi. Dạ. Còn tôi sẽ tặng cho anh một món quà gọi là tặng quà trong Sài Gòn. Chứ đáng lý tôi đem về cũng được. Dạ. Tôi sẽ tặng cho anh một cái giờ vờ giờ. Vờ giờ. Trời, bác, cái đó có gì? Nhà đây của ai? Dạ, nhà của Nhi. Vậy thôi, ý kiến gì con? Nhưng mà ta sẽ tặng cái giờ vờ giờ. Đi vô gỡ người ta dây điện không à? Dạ, cái đó. Gỡ cái giờ vờ giờ á. Dạ, cái đó. Cầm cái đơn vô luôn. Nhưng mà nhà đây nhà của ai? Dạ, nhà của Nhi. Nhà của Nhi, ta lấy đồ con Nhi mà đi cầm vô. Mày nhiều chuyện ở đàn ông gì đâu mà. Đi. Lấy cái giờ vờ giờ nghe. Gì? Tôi thấy hình như thằng này nó không thích tôi. Anh cho đồ cái mặt nó nhăn nhăn khó chịu quá. Thôi anh đừng nói vậy. Nó con nít nó biết cái gì. Nó có nhăn hay không là mình phải suy nghĩ lại mình. Mình ăn ở sao con nít nó không ưa. Vậy thôi. Dạ đây nè bác. Đó. Đây tôi xin tặng cho anh cái giờ vờ giờ. Cái này người ta kêu là DVD bác. DVD con khí mày làm tao không biết chữ hả mày. Giờ vờ giờ tức là đem vờ đi. Chưa đây ngầu. Dạ. Mời anh Năm. Chưa đâu. Cái đó là nhỏ thôi. Tôi sẽ tặng cho anh một cái tờ vờ. Trời gì nữa. Bác. Cái tờ vờ nó to bằng cái cửa đây dạ, nè. Dạ. Cái đó. Ồ cái truyền hình cái gì? Không, cái truyền hình là ở sau nó có một cục to như ở ngoài mình xài có cục to. Ở trong này nó mang cũng chừng này thôi. Ồ. Treo trên tường được mà. Vậy. Tôi sẽ tặng cho anh cái tờ vờ. Cảm ơn anh nha. Nè còn cái đầu tôi nấu canh ngót á. Mấy ông nhậu đi cho nó. Rồi, ăn đi con, ăn đi. Đó, bác gái mày làm đồ ăn cũng tuyệt chiêu lắm đó con. Ăn đi. Khoan, để cho nó nghiên cứu. Tôi bắt đầu thích thằng đây rồi. Ăn là phải biết nghiên cứu thức ăn. Rất ngon đúng không con? Rất màu. Cái gì vậy? Bông bông bèn bèn. Kêu bóng tới chi? Bạn tôi à. Bạn mày là con Nhi con ta tao biết rồi, khoe chi? Bạn tôi chết hoàng quá. Mày bà nội cha mày con tao chết rồi nào ấy. Bác cái gì? Sao bác làm vậy? Làm gì? Con cá. Nhà đây là nhà của ai? Nhà của Nhi. Nhà của Nhi vậy con cá của ai? Con cá của con. Ê, ê.
đồ cát của gì? Ờ, con cáo vậy nó mới mày khóc. Gì vậy bạn tôi? Bạn tôi? Bạn tôi. À, nó nhậu nó cũng muốn nghe nhạc như mình. Được rồi, tôi sẽ hát trình bày cho nó nghe bài hát được mang tên Bạn tôi. Bạn tôi sáng nhìn nắng đi vũ trường. Bây giờ mày muốn cái gì? Bác, bác đâu phải vì ghét con cám đâu mà bắt bắt con cá nó ăn vậy à? Mày đàn ông mà sao nó nói chua chát dữ vậy? Mệt nó thiệt á. Nhậu mất ngon. Chắc chắn là thằng này nó không thích tôi rồi. Để tôi đi về. Thôi anh về đi. Đi về bằng cái gì? Xe ôm. Đâu, đồ lính kính láng cán mà đi xe ôm cho được. Ê, tới biểu mày. Dạ. Cái thằng bạn của bạn tôi tới đây. Cái gì bác? Nãy giờ ăn chùa rau, uống chùa rau, nhờ cuốc xe chùa được không? Dạ được. Mày được mà như mày chửi trong mặt tao ơi. Mày cư lên coi. Cư. Cười cái mặt nó đẹp mà nó cười nó lên giống con khí quá mà. Cười lên. Chở bác Tư về bệnh viện. Đi đi. Mời bác Tư ra xe. Cá ta biết gì đâu nó vô tội mà. Tự nhiên mầm thịt nhỏ ăn à. Đâu biết đâu đi nhỏ nằm trong hồ bắt nhỏ ăn thịt à. Thứ đàn ông gì mà lèm bèm. Sau này con nào lấy thằng này cũng vô phước lắm nè. Thôi, nói chuyện năm tôi về. Ờ, thôi về. Về nha. Chứ giờ nhậu nhẹt cũng ngon lành gì nữa đâu. Anh ơi cho hỏi. Cái gì? Cái con cá đó, mà cá gì mà tôi sẽ ăn chút xíu mà tôi mới chọc chọc bụng rồi đó. Mình ăn cá ở sông hồ nó quen rồi, cá đó là cá thiên nhiên. Mình ăn nó bình thường. Còn cá đây nó nuôi bằng nước phong tên. Trong nước phong tên nó có thuốc tẩy, ăn vô nó rửa ruột chứ không có gì đâu. Đừng suy nghĩ. Thôi tôi đi về nha. À, tôi về. Gửi lời chào chị Năm cái nha. Ờ, ờ. Ờ, ơi. Nói bà bốn qua bữa nay tôi vô thăm nha. Rồi, 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 tôi về nha, cảm ơn nha. Ờ, rảnh, rảnh tôi vô thăm. Ờ, ơi. Vậy nha. Ờ, ờ, rồi. Lẹ lẹ đi bác Tư. Ờ, từ từ. Ôi. Dạ bác Tư ngồi trước nha bác Tư. Dạ. Dạ cảm ơn bác Tư. Ra nhập cho nó khóc kia nữa vậy. Bác Tư sao bác Tư ói là xe con vậy? Xe đó là xe của ai? Xe của con mà. Thì mày xe mày thì mày đem đi rửa đi. Đó mà cũng khóc rồi. Quý ra còn chọc cho nó cừ, nó khóc sùm ở quán. Đồ ăn không ăn, bỏ uống. Thôi mình ăn. Rồi. Cho ông ăn uống mửa mình ăn được không? Còn đồ ăn trong thành phố lại tràn trề lên láng. Trong khi đó hai đứa nhỏ không có cái gì ăn. Để điện về quê hỏi thăm coi. Số điện thoại bà Bảy số mấy ta? Em ơi! Ơi, cái gì vậy? Cho anh số điện thoại bà Bảy ơi. Trời đất ơi, điện thoại tôi liền nó mất tiêu rồi trời. Bà có ghi mà. Tôi ghi mà, ủa tôi liền nó mất tiêu rồi trời. Trời ơi, vậy mà cũng có cái số điện thoại để điện về hỏi thăm con cái nó ra sao. Cũng bỏ mất đi. Cái gì? Bây giờ chỉ có một mình con Nhi nó biết rồi, ai biết. Con Nhi nó đi rồi nó dặn sao. Không biết thì hỏi 1080. À. Chỗ bấm đâu? Quà. có tôi quy 1080. À, alo. Ờ à, phải không con? À, bác phải biết tao không? Chà mày biết được. Chà mày biết chứ cỡ tuổi con sao biết bác được. Ừ. À, cho bác xin số điện thoại bà Bảy đi. Bà Bảy ốm ốm bán rượu gần nhà tao ở Bình Định đó. Cái bà Bảy mà
Bây tệ quá, hàng xóm láng giềng bây không biết là sao bây. Không biết là cướp bây. Nhiều chuyện. Thứ đâu hàng xóm láng giềng mà không biết nhau. Vậy mà con tôi nó nên hỏi 1080 cái gì cũng biết. Mệt ngủ.